Hello, xin chào tất cả mọi người. Quay trở lại với video của mình. Mọi người nhớ đón xem, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khá đông mọi người. Nhưng mà lúc sáng thì nắng quá trời luôn, mà chiều chiều làm cơn mưa có à, bó này chứ. Đây là những màn trống chiêng. Mình vẫn yêu cái âm nhạc trống chiêng các mọi người nhá. Tối nay sẽ diễn ra những người đẹp Châu Lăng để sẽ quay review cho các bạn. Thank you.
Được rồi. Có không gian cho đây một. Thank you.
Dành một tràng vỗ tay cho phần biểu diễn vô cùng ấn tượng của Tốc Múa Bản Năng Cát với điệu múa là đặc trưng văn hóa của vùng đất nơi đây. Điệu múa Cá Sa. Xin một lần nữa cảm ơn các nghệ nhân đã mang đến một phần biểu diễn thật ấn tượng để gửi tặng cho quý vị khán giả trong đêm chung kết hôm nay. Xin được trân trọng chào đón các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả về tham dự chương trình chung kết Người Đẹp Châu Lan năm 2023. Xin được trân trọng gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị, 10 thí sinh xuất sắc nhất đã có mặt tại vòng chung kết hôm nay và họ đã sẵn sàng mang theo sự tự tin, sắc đẹp và tài năng để cùng nhau tranh tài trong đêm chung kết Người Đẹp Châu Lan năm 2023. Kính thưa quý vị, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng lễ hội Chí Linh Sơn năm 2023, cuộc thi Người Đẹp Châu Lan năm 2023 đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các thí sinh là những người con thanh lịch của quê hương Lang Chánh với tham dự cuộc thi mang theo thông điệp ý nghĩa cùng tô điểm cho vẻ đẹp của vùng đất và con người quê hương Lang Chánh.